Ngày 12 tháng 11, tại cơ sở 1, Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phường 4, quận Phú Nhuận, Hội đồng điều hành học viện đã tổ chức lễ khai giảng chương trình cử nhân Phật học hệ đào tạo từ xa khóa 8, niên khóa 2022-2026 cho 402 tân học viên. Quang Lâm chứng minh lễ khai giảng có Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Viện trưởng Học viện. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng khoa đào tạo từ xa. Đại Đức Thạc sĩ Thích Giác Thọ, Trưởng phòng công tác sinh viên. Sau khi nhà trường thông báo tuyển sinh, Văn phòng Học viện đã nhận được khoảng 500 hồ sơ, trong đó có 402 hồ sơ đủ điều kiện trở thành học viên khóa 8, khóa đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Tâm Đức đánh giá cao tinh thần ham học của 402 tân học viên là tăng ni sinh và cư sĩ từ mọi miền đất nước. Thượng tọa nhắn nhủ tất cả các tân học viên cố gắng học tốt để giúp cho bản thân hội tụ đủ đức, đủ tài, giúp ích cho xã hội. Tiếp nối buổi lễ, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã nói lời thành kính tri ân đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, viện trưởng đương nhiệm đã dành phần lớn cuộc đời cống hiến và phục vụ cho sự nghiệp đào tạo và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc lễ khai giảng, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh và mong muốn cần nêu cao trách nhiệm truyền trao kiến thức phương pháp và kinh nghiệm tu học, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, chủ động tham gia nghiên cứu. Bắt đầu từ hôm nay, các tân học viên được rèn luyện học tập theo chương trình đặc sắc của học viện để áp dụng trong đời sống và đáp ứng được những nhu cầu Phật sự.